Đây. Đây, bắt đầu đi vào cầu thang máy đây. Cầu thang máy rất xịn sò luôn các bạn ạ. Đấy. Review cho các bạn xem. Cầu thang máy ở Ion rất là xịn sò luôn. Đấy, bắt đầu mở cửa. Đấy, đi vào. Anh xuống tầng 5 ạ? Đó không, xuống xuống tầng 3. Thế là cái khóc. Đây xuống tầng 3. Mình xuống tầng nào? Tầng 3. Bà đây là bà là khách hàng lớn tuổi nhất nhá. Đây bây giờ đầu tiên là phải cho đi vệ sinh đây. Đi vào nhà vệ sinh đã nhá. Đấy, đi chơi. Đây là khu vui chơi giải trí, đi vào nhà vệ sinh đã. Tính đi bước vào. Hả? Sớm gì? Đây nhá, đi vệ sinh đã xong rồi. Bây giờ đang chuẩn bị ra khu vui chơi. Đây, đây đây là khu vui chơi giải trí. Bà thích chơi trò chơi gì cho bà chơi. Đấy, cho bà chơi massage, có massage. Ừ, massage có massage. Đây đi ra đây, ra đây có massage. Ghế đấy. Đấy ra ngồi chơi. Ghế rất có nhiều ghế, ngoài kia cũng có ghế. Ghế sofa hẳn hoi. Đấy. Ngoài kia chỗ xem phim Bình Minh xem ở đầu cuối kia kìa. Cuối đấy là nó có ghế đấy, có chỗ xem phim nó có ghế. Ghế sofa đây. Ghế đây cũng rất là đẹp, ở đây đường rất là đẹp. Đấy, nói xem ở đấy. Em bà có vào xem đồ đây không? Kỷ niệm nên hàng quán là đồ kỷ niệm. Mua đang ngồi thư giãn. Ăn kem không? Mua kem ăn. Ăn kem không? Kem kem Tràng Tiền. Ăn không? Đây nhá. Đây mua kem cho Bu nhá. Đây rất là đẹp các bạn ạ. Đấy con cảnh ao rất là đẹp.